Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn trong sự cố máy bay Su-30MK2 và KC-212 gặp nạn trên biển. Hơn 5 giờ sáng nay, thi thể Thượng tá Trần Quang Khải, phi công lái máy bay Su-30MK2 đã được đưa lên bờ trong sự trang nghiêm chào đón của đồng đội, gia đình và người thân. Nơi đón Thượng tá Trần Quang Khải trở về là cảng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tại cảng Cửa Hội, tỉnh Nghệ An. Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, các đồng đội của anh và hàng trăm người dân đã thức trắng đêm chờ đợi giây phút đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ. Trước đó, theo dự kiến, con tàu cứu nạn chở thi thể phi công Trần Quang Khải sẽ cập cảng lúc 24 giờ đêm 17 tháng 6. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng to gió lớn đã khiến hải trình bị chậm mất hơn 5 tiếng. Đến 5 giờ sáng ngày 18 tháng 6, con tàu tiến sát bờ nhưng không thể cập cảng vì nước thủy triều xuống thấp. Tàu cứu nạn phải đậu cách cảng hơn 200 mét, lực lượng cứu hộ phải đưa cano ra chuyển tiếp, dùng cano để đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải lên bờ. Sau khi làm lễ, giữa hai hàng tiêu binh, đồng đội trang nghiêm đưa anh từ chiếc cano từ từ di chuyển lên xe ô tô và đưa thẳng về nhà tang lễ quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi được quàn tại nhà tang lễ quân khu 4, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam.